Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay bên cửa hàng âm thanh Kim Ngưu có giới thiệu với các bác một đống không nhiều lắm đâu, khoảng tầm tất tần tật 850C trên 50 chiếc, tức là khoảng tầm gần 30 đôi. Đã bán lẻ được vài đôi. Hôm nay bắt đầu em mới lên lại sóng đây, sau một thời gian nghỉ không mong muốn xây nhà sửa cửa. Đấy. Thì hôm nay em thuê được cái gian kho bé nhỏ nhỏ này, có một ít hàng về tập trung làm hàng bãi cao cấp cho các bác, chứ bán toàn nhìn array các bác cũng có tiền mua. Thế thôi, quay lại chủ đề là nó bãi tầm trung ra rẻ. Thì nói thật rằng các bác là bên em có rất nhiều hàng mới, hàng bãi cũ mới đều đầy đủ cả, những cặp loa 850 đấy, và những cặp loa 450 đấy. Thì là những loa nào đã sửa chữa hay là thay gân thì bên em sẽ báo rõ, và những cái mặt hàng nào ví dụ như là 850 mà đẹp long lanh không về sửa chữa, không, chỉ có về gọi là phẩy bụi thôi, không sửa chữa, bát zin, tép zin, gân zin luôn thì sẽ báo cáo các bác, và con bát nào thay gân thì cũng sẽ báo cáo các bác luôn trong những video lần sau này. Báo là hàng có rất là nhiều này. Đây là 850 này, 850 đây, BMW ở đây là 450, quên đọc nhầm, đây là 850 này, hàng là có được có hơn 50 chiếc. Thì những cái cặp này thì em báo giá luôn nhé. Giá 850 này thì hiện tại bây giờ là đang là dưới 5 triệu. Đấy, dưới 5 triệu, còn bao nhiêu các bác liên hệ trực tiếp. Đấy, dưới 5 triệu. Đấy, còn đây là 450. 450 thì có những cặp nó nguyên zin. Để đem bật đèn lên cái, để bật đèn nó tắt đèn. Đấy, 455 hay 450 này. Đấy, thì có những chiếc này là gần như là nguyên zin này. Đấy, các bác nhé. Tất cả màng loa, loa bát, loa tép gần như đẹp long lanh. Những cái thùng nào về xấu quá, bẩn quá thì bên em sẽ vệ sinh long chủ. Đấy, thì tiện cái là bóc thử một cái lưới ra cho bác xem nhé. Lưới đây là bây giờ tay đang quay nên là tháo nó hơi vất vả một tí. Đấy, những cái hàng này hàng là bãi xịn, bãi phải khẳng định với các bác là hàng bãi xịn luôn, phải bãi vỡ ba vậy. Đấy, các bác nhìn này, đẹp long lanh, nhiều con ốc còn chưa thèm tháo này. Đẹp long lanh. Đây này em quay trong kho hơi tối, thì sẽ hẹn gặp các bác trong một video sớm nhất. Em quay ngoài trời, sẽ sâu tất cả loa ra ngoài trời. Nếu mà có được vài con siêu đẩy, đẩy siêu khỏe, đẩy cực khỏe, thì em sẽ đấu tất cả BMW 850 vào một vài con đẩy, hoặc tất cả 455 hoặc 450 vào một con đẩy. Đấy, các bác nhé. Thì các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp, thì những sản phẩm này thì các bác liên hệ trực tiếp thì em sẽ báo giá cho các bác. Hàng có đây, số lượng không nhiều lắm, cây gà đống này em sao lại thợ được. Anh em thợ nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp. Ánh sáng hơi tối thì các bác xem thông cảm nhé. Đấy, những mặt hàng này, chất thật là chất này. Hàng của em về thì toàn là tương đối đẹp thôi, chứ không có xấu, tương đối là đẹp. Đấy, em sẽ mở một cái lưới, mở một cái ốp nhựa này ra. Đấy, rất là chắc chắn luôn, tháo đau tay luôn đó. Đây các bác ạ, tép này, tép nguyên zin nhé, bát zin, tép zin, con nào quấn lại, con nào sửa chữa không bán cho các bác, không bán luôn. Về bên em là lựa chọn rất là kỹ càng, hàng đúng hàng xịn nhé, hàng bãi xịn nhé, không mà bãi vỡ ba vẫn đâu. Các bác nhìn này, thùng này. Đấy, nhìn gỗ nó biết đúng không. Đấy, nhìn loa tép nó biết này. Đấy, quay trong điều kiện hơi tối này, ánh sáng nó không được tươi lắm, các bác xem nó không được kỹ càng lắm, thì hẹn các bác trong video clip lần sau nữa thì sẽ chi tiết hơn, rõ ràng hơn cho các bác những cặp loa thật là xịn như này. Đấy, rồi cái này để lắp lại sau, đây một tay quay thay lắp không tiện lắm. Rồi thì bây giờ em sẽ tạm dừng video tại đây, hẹn các bác trong video clip lần sau. Những dòng BMW này đấy, các bác nhé, các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp. Những loa nào về nguyên zin em báo nguyên zin, loa nào về sửa chữa thay thế thì em sẽ báo rõ, và sẽ trong video sau thì sẽ đánh số cặp 1, cặp 2, cặp 3, cặp 4, cặp 5 ví dụ thế, để các bác ưng cặp nào các bác lấy cặp đó, thì sẽ ra video thường xuyên hơn. Và cộng với đó là có rất nhiều sản phẩm có liên quan, hàng vải rất là nhiều, hàng mới cũng nhiều không kém. Đấy các bác nhá, thì hiện tại bây giờ có tất cả là từng này BMW tổng cộng là gần 70 chiếc loa BMW các loại, hơn 70 chiếc loa BMW các loại. Đấy, tức là tổng cộng là vào hơn 35 đôi BMW. Các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp, thì em sẽ báo giá tốt nhì thôi, tốt nhì thôi. Đấy, các bác đến tận nơi thì tốt nhất, còn các bác gọi điện đặt hàng thì sẽ tốt nhì thôi.
Rồi ok, hẹn gặp các bác trong những video clip lần sau nhé.